2, 3, 3 Nguyên 2, 1. Hello bạn, chào mừng bạn đã đến với YouTube channel của Thanh Nguyên Icon. Thì hôm nay mình có một buổi gặp với một bạn trong công tác phát triển chiều cao và cũng đang tập theo mình. Và trước đây cũng đã tập luyện và có kết quả. Đó, thì em có thể giới thiệu một chút về bản thân là em tên gì, sinh năm bao nhiêu? Dạ, xin chào mọi người và các thành viên trong câu lạc bộ Thanh phát triển chiều cao Việt Nam Thanh Nguyên Icon. Thì em tên là Phan Trí Nam. Em sinh năm 2005 và em ở tỉnh Phú Yên và em theo dõi câu lạc bộ cái group của anh Thanh Nguyên Icon để một năm nay và em đã tập theo các bài mà nhảy dây đu xe và em đã tăng được 4cm từ 1m64 đến 1m68 này. Em với trên đó như thế nào, em có thể kể rõ ra cho mấy bạn không, là cảm thấy mệt hay là khó khăn gì không? Mà tại sao lại muốn phát triển chiều cao? Dạ, lý do em muốn phát triển chiều cao là bởi vì các bạn đồng trang lứa và các em mà 2k7, 2k6 là em cảm thấy là nó cao hơn em và nó cao hơn em, là em có quyết tâm, động lực cũng như là sự cố gắng để mà phát triển chiều cao. Và em tình cờ sợ trên Facebook là thấy câu lạc bộ của anh Thanh Nguyên và em thấy rất nhiều bài tập bổ ích cũng là như là thiết thực và trong đó bổ ích nhất cũng là cái bài bổ trợ về nhảy dây cũng như là đu xe và có thể chân. Thì em đã tập theo cái bài đó và em cảm thấy rất là mệt, nhưng mà sau khoảng nửa năm thì em đã có kết quả là em đã cao từ 1m64 đến 1m68 này. Thì mục tiêu của em là 1m bao nhiêu? Dạ, mục tiêu của em là từ 1m75 trở lên này. Rồi thì nói chung là điện thoại này sắp hết pin nên là mình phỏng vấn ngắn thế thôi. Là em muốn chúc các bạn trong group bí mật tăng chiều cao điều gì không? Dạ, em muốn chúc các bạn trong group là hãy cố gắng theo đuổi mục tiêu của mình và đạt được mục tiêu đó một cách ngoạn mục nhất. Em xin cảm ơn ạ. Rồi, rất là giỏi. Rồi, bấm dừng lưu lại cho anh.